và bộ tổng thống Vương Nguyện. Không biết đó có phải là Nhung mà anh biết không nhỉ? Cũng có thể. Lát nữa ta hỏi cô ấy xem. Vì sau 8 năm tôi gặp lại Nhung là vào giữa lúc quân ta đang tấn công vào trung tâm thành phố và trận chiến đấu đang tiếp diễn. Anh Tám, điện trên cho biết đã cử liên lạc mang lệnh mới xuống cho chúng ta. Cậu báo cho trạm kiểm soát biết, liên lạc đến cho vô ngay. Rõ. Các cậu mang đi đâu đó? Dạ, chúng em mang quà tới cho thương binh nè. Thôi, mang ngay ra cho đồng bào dù bị quân ta. Đó. Cô cho xem giấy. Chỉ cho tôi gặp ban chỉ huy. Cô đi theo tôi. Để tôi kêu tiếp chứ. Thôi mình đi nha. Đi đi. Ngọc Dung, Trần Thị Nga, chờ chị một lát. Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Văn Sơn, Sơn đâu? Em đây. Ủa, ông tướng này lãnh rồi cơ mà. Chưa, nãy giờ em đã lãnh lần nào đâu. Chưa, chưa mà. Rõ ràng cậu đã lãnh cái cắt pin. Thôi, để người khác. Còn ai vô lãnh tiếp đi. Sao vậy? Cô đừng nói lộ ra, tội nghiệp em. Em biết bắn súng rồi mà. Em còn nhỏ lắm, không được đâu. Cô, nói giúp em đi. Kìa, có đồng chí chỉ huy kìa. Lại mà thưa với đồng chí đó. Nói thiệt với đồng chí, cậu ta định xin cho cô em gái thêm một cây súng nữa đó. Cha mẹ hoạt động cho mình bị bọn Mỹ giết hại, chỉ còn có hai anh em đó thôi. Cháu biết sử dụng súng chưa? Dạ biết. Ráng bắn thật nhiều Mỹ nha. Sướng ngàn. Chào đồng chí, các đồng chí có lệnh. Cảm ơn cô. Cô tới đây mau thiệt, chúng tôi vừa nhận được tin điện báo xong. Dạ. Xuân nè. Có. Cậu đưa cô này xuống hầm. Nhớ nhắc anh em bảo vệ an toàn cho cô ấy. Đó. Cô chờ tôi một lát. Anh Năm nè, lệnh trên điều tiểu đoàn ta đi hiệp đồng chiến đấu với đơn vị bạn đó. Thế nào anh Pháp, tình hình đơn vị ta ra sao? Chiến sĩ ta rất phấn khởi,
tinh thần đang hăng. Anh cứ đưa ra kế hoạch đi. Dạ. Đang tăng cường thêm cơ giới trên mặt chúng ta. Nhớ chú ý quan sát phía sau nữa nghe. Rõ. Cần điều ngay tổ B-40. Hậu Giang đâu? Nghe rõ chưa? Hậu Giang đâu? Hậu Giang. Đường Giang đi. Rõ chưa? Phóng xe Honda qua cầu Nhị Thiên Đường không? Chú nằm nghỉ cho đỡ mệt. Đó, tôi cũng nói vậy, nhưng có chịu nghe cho đâu. Tết đến bà con cho bao nhiêu bánh nhưng không ăn được. Số cao thế mà cứ đòi đi chiến đấu. Gửi gì? Để em mang lại cho. Buông tôi ra. Đồng chí bị thương thế này phải nghỉ đã. Cứ để tôi ra mặt trận. Cho tôi ra mặt trận với anh em mà. Thôi mà, vô đây nghỉ một chút đã. Không thấy xe tăng đang bắn thì sao? Tôi bắn kệ nó. Tôi có việc của tôi. Tôi cũng có nhiệm vụ của tôi. Nhưng tôi không thể chờ lâu được. Được. Anh không thấy nó chốt ở ngã ba cây me kia sao? Chưa phát hiện được điểm chủ yếu của ta đâu. Thời gian gọi đây. Đồng tháp đâu? Thời gian gọi. Hiện lại cẩn thận. Không dễ bị chúng phát hiện lắm đó. Đó. Thời gian đây. Đồng tháp đâu?
Nghe không? Máy bay địch bay đảo nhiều vòng trên khu trận địa ta, tăng thêm cơ giới lính dù và cảnh sát giữa trang nhằm chốt những đường trục chủ yếu này, hòng chặn đường tiến quân của ta vào khu trung tâm. Đúng, nó muốn dùng chiến thuật rù bu đây. Báo cáo các anh, tổ đánh tăng không thể tiếp cận được. Sao? Địa hình trống quá, địch lại dùng quả lực mạnh kiểm soát con đường lớn. Tôi đề nghị anh cường yểm trợ B-40 đánh thắng vài xe tăng. Tấn công của ta đã quy định đúng giờ rê phải phối hợp nổ súng với đơn vị bạn. Muốn giành lấy thế chủ động, ta phải giải tỏa con đường trục này. Vậy tình huống nào cũng phá bằng được chốt xe tăng. Nếu không, cả cánh quân ta sẽ bị hở sườn. Các đồng chí, tất nhiên phải diệt bằng được chiếc xe tăng này. Ta không sợ hy sinh, nhưng phải tìm cách đánh tốt nhất. Theo tôi, chúng ta có thể nhờ anh em tự vệ dẫn đường, đưa một đơn vị nhỏ tới thật sát xe tăng địch mà không bị lộ. Như vậy, ta vừa giấu được lực lượng, vừa đỡ thương vong. Cháu có thể đưa các chú đi đường vòng để tới gần xe tăng được. Cô nhỏ này vừa đưa lệnh đây cho chúng ta. Tình hình phố xá thay đổi nhiều. Đường phố bị đánh phá, nhà bị sập nhiều đó. Cô coi có thể bị lạc không? Cháu bảo đảm đưa các chú đi không bị lạc. Thôi được, các đồng chí chuẩn bị hành quân. Ta chia nhiều mũi phối hợp với nhau. Anh Tám dẫn mũi tiến công chính cùng cô liên lạc đây. Tôi sẽ chơi ủng hộ ngay. Các đồng chí theo tôi. Đồng chí cho tập hợp anh em. Đó. Cô chuẩn bị đi cùng với chúng tôi. Dạ. Anh Tám, con cụ tặng chúng ta cành mai. Cụ năn nỉ hoài, em phải nhận. Chà, cành mai đẹp quá ta. Nhưng sắp hành quân gấp đó, ráng mang đi theo nha. Dạ. Tình cảm của đồng bào đó. Coi bộ chú lúc nào cũng thích hoa mai. Chú Tám, chú không nhận ra cháu sao? Chú quên cháu, nhưng cháu vẫn nhớ cả cây mai chú trồng năm xưa nữa đó. Nhung! Hồi đó, trong những ngày điều lắng, tôi từ tỉnh nhà lên Sài Gòn hoạt động. Để che mắt bọn cảnh sát mật vụ, tôi nhận dạy học tư cho con một chủ hiệu tạp hóa. Còn Nhung thì đi làm thuê cho nhà chủ. Nhung! Chú Tám, cây mai của chú sắp trổ bông rồi nè. Ừ, chú cháu ta chịu khó chăm bón, nó sẽ trổ nhiều bông đó. Khi
nào trụ bông, chú với cháu mực nhắn thiệt đẹp nghe. Được. Trước đây tết tới, ba má cháu thường hay mừng tuổi cho cháu một cành mai thiệt đẹp. Vậy à? Nhưng phải học cho giỏi đã cháu. Thế bài chú cho, cháu thuộc chưa? Ông Nhân đâu rồi? Dù bận cũng cố mà học cháu. Nhân! Nhân đâu? Thôi người ta ngã lại còn gây gỗ. Đưa chú sách cho cháu. Đi cẩn thận nghe cháu. Thôi, các em chuẩn bị học đi. Dung, đọc bản của chương lần 7. Bảy lần 1 là 7, 7 lần 2 14, 7 lần 3 21, 7 lần 4 28, 7 lần 5 35, 7 lần 6 72. Ngồi xuống. 7 lần 6 72. Học mãi bản của chương 7 mà không thuộc. Nhớ ôn lại cho thật kỹ nha. Đọc bản của chương 6 tôi coi có thuộc không nè. Đọc đi. 6 lần 1 là 6, 6 lần 2 12, 6 lần 3 18, 6 lần 4 24, 6 lần 5 30, 6 lần 6 36, 6 lần 7 42, 6 lần 8 48, 6 lần 9. Đọc đập thôi. 6 lần 9, 54, 6 lần 10, 60. Đọc lại từ 6 lần 5. 6 lần 5, 35, 6 lần 6, 36. 6 lần 5, 35 à. 6 lần 5, 30, 6 lần 6, 36.
mắt tôi. Mày làm gì mày phá lầm lầm mất trời á. Tao lên tôi lột xác mày ra bây giờ. Ông là Sơn. Dạ, tôi là Nguyễn Thành Sơn. Thằng Cương đâu? Chỗ ở? Tôi dạy học ở đây, trọ trên gác. Sinh quán Sài Gòn hả? Dạ. Sao có người bảo ông ở Cần Thơ? Có lẽ người ta làm tôi với người khác. Tôi có thể tiếp tục giảng bài được chứ? Khoa! Cho học trò nghỉ được rồi đó. Được, tôi giữ cái này. Em nghỉ học đó.
kiếm cái gì đó. Không, không. Chú đừng giấu cháu nữa, cháu biết hết cả rồi. Cháu biết cái gì nào? Chú không giống người ta ở đây đâu. Sao? Chú không giống người ta ở chỗ nào? Chú không giống người ta ở cái này nè. Cho chú xin. Ừ, chú phải chuột kia. Được, được. Chú xe chuột. Cháu đưa cho chú. Cháu lấy lúc nào mà tài thế? Cháu thấy bọn cảnh sát nó ập vào, cháu lo quá, cháu giấu cho chú. Tại sao cháu biết? Cháu để ý cháu biết, vì ba má cháu cũng giống như chú. Ba cháu đi tập kết rồi, còn má cháu... Đồng bào mình còn, má con mình còn sống. Chú hiểu cảnh ngộ của cháu rồi. Đừng khóc nữa cháu. Má cháu cũng biểu cho đừng khóc, nhưng cháu có khóc với ai đâu. Thôi, đừng buồn nữa cháu. Chú Tám, chú cho cháu đi theo với. Cho cháu đi với. Đi chú. Nhung, cháu còn nhỏ, chưa đi được, nhưng chú sẽ giao công việc cho cháu. Chú hứa thì chú nhớ đấy nha. Ngay chiều hôm đó, tôi được lệnh ra chiến khu. Trước khi đi, tôi gửi cháu cho một đồng chí còn ở lại trong thành. Bé Nhung ngày xưa đó, 8 năm sau, lại chính là cô liên lạc dẫn đường cho đơn vị chúng tôi hành quân ngay giữa Sài Gòn. Tôi cũng không ngờ được rằng tôi lại có dịp thực hiện được lời hứa ngày nào của mình đối với cháu. Ủa, chân cô làm sao vậy? Không sao, em đạp phải bánh chay thôi. Cô lấy đôi dép của tôi mà đi tạm cho đỡ đau chứ. Đâu? Dép của ông bự quá mà. Thôi,
em vẫn quen đi chân đất mà. Không được đâu, cô đi chân không dẫm phải mảnh bom thì nguy hiểm lắm. Hùng con đâu? Có. Đưa đôi dép của mày lên coi. Dạ. Lên đi. Chị. Thế nào cũng vừa. Chị đi thử đôi này coi. Vừa rồi. Đi đi chứ, sao đứng lại thế? Cô ơi, đi ngã nào hả cô? Các anh đi ngã này. Đi mau lên, các đồng chí. Đi các anh. Đi đi. Mấy anh ơi, người kia đang bị đụng độ với tụi nó đó. Qua lầu phải coi chừng nhau. Dạ, cảm ơn thiếp. Ờ, đi đi. Anh em rất cảm ơn, nhưng nhớ là chúng ta hành quân gấp đó. Nhung, khoan đã cháu. Các đồng chí đi sát, tiến lên trước. Đi ngang qua đây, chỗ này vẫn còn nguyên, người còn đông. Mà bây giờ đồng chí cho vàng anh em và bố trí trận địa. Rõ. Tất cả triển khai. Cho tôi đồng chí trung đội trưởng. Đó. Đáng lẽ cháu đưa các chú tới thẳng căn biệt thự ở sát chiếc xe tăng đó. Rõ ràng mục đích săn bằng ngã tư này cho xe tăng chúng dễ hoạt động đi. Phương này. 32 gọi 54. Đồng chí cho vàng anh em hướng về phía xe tăng địch chuẩn bị chiến đấu. Đó. Báo cáo. Bọn Mỹ đến chiếc đỉnh cao sau xe tăng. Đồng chí tiếp tục quan sát. Đó. Có tin gì mới không? Báo cáo, chưa có tin mới.
các quân khác thế nào? Tất cả đã tới nơi quy định. Báo cáo tình hình của mình với tiểu đoàn trưởng đi. Anh Tám, anh cho tôi giết sẽ tăng. Cự ly còn xa, chưa đánh được đâu. Đánh bọn em đợi trước. Cứ bình tĩnh, dù khó khăn mấy, chúng ta cũng phải diệt bằng được chiếc xe tăng này. Các đồng chí cứ chờ lệnh tôi. 32 gọi 24, 32 gọi 24, 32 gọi 24. Chuột đã lên Gò Cao, chuột đã lên Gò Cao. Nghe rõ không trả lời, nghe rõ không trả lời. Chú hứa với cháu một điều mà chú quên. Trước kia đã có lần chú hứa giao công việc cho cháu. Bây giờ chú giao cho cháu chiếc xe tăng đó đi. Cháu sẽ trà trộn vào nhân dân, đánh nó bằng thế hợp pháp. Suy nghĩ kỹ chưa? Nếu không chú có cách đánh khác. Cháu tính kỹ rồi, chú để cháu đi lợi hơn. Chỉ cần chú cho cháu một trái pháo dù và coi chừng mấy thằng lính trên lầu cao kia thôi. Được, cháu chuẩn bị đi. Chú, pháo dù đây. Cháu biết sử dụng rồi chứ? Dạ. Nhung, phải cẩn thận đó. Có gì khó khăn quay trở lại báo cáo với chú. Không được liều lĩnh. Dạ, chú cứ yên tâm. Dạ, cháu cảm ơn anh ấy nha. Anh Tám, anh cho cô ấy đi một mình à? Được, tôi rất hiểu cô ấy. Bây giờ đồng chí cho tập trung quả lực để hỗ trợ cho Nhung. Mặt khác, chúng ta cần chuẩn bị gấp kế hoạch 2. Tết nhất bắn phá nhà người ta rồi không cho người ta về nữa. Mày coi đây nè, liệu mày có giữ mãi được hai cái chân của mày như vậy được không? Má,
nâng đỡ. Má giúp cho con vào trong khu vực kia, má cứ tin ở con. Thôi, tôi mang lấy được. Nè nè, bà già đi đâu? Nhà tôi ở gần đây thôi, công cho tôi về nhà tôi. Không được. Công đã giết chồng tôi rồi, bây giờ còn muốn giết con tôi nó sao chứ? Nhà số 38. Đi. Con này đi đâu? Con nhỏ này cầm tiếp cho má, rồi còn về với em này chứ. Nè. Lại báo cáo tình hình với chú Tám. Nếu vậy, các chú sẽ quyết định đánh và chắc không đánh khỏi bị thương nhau. Không được, ta cố tìm cách khác. Chị đó cô em. Chi mà kỳ quá vậy? Thầy cho em có gian một đoạn nghe. Không được. Xuống đi. Cho em đi một đoạn thôi mà. Xe nhà binh không đi được. Thầy dễ quên quá hả? Đổ rài việc nhà binh căng thẳng, thầy không còn nhớ ai hết. Liên hả? À, Trinh. Trinh, Trinh. Để bằng khác nghe em, bữa nay căng lắm, không đi được đâu. Thầy vì tình giúp em một chút mà.
Thôi được, tới ngày ba xuống nha. Đến nhau đem xe đi chỗ gái hả? Đào ngũ phải không? Lái xe theo tôi. Các ngài muốn hỏi gì? Rối thật. May mà chúng nó gà mờ, không thì thôi, tới ngã ba kia thì xin cút bài cô em. Cho nổ súng. Cậu kêu các đồng chí chỉ huy, tổ trưởng đảng, tao hủy gấp. Đó. Làm gì thế? Chỉ cậu hả? Bình tĩnh, phóng lên phía trước. Không được, lên mà ăn đạn à. Xuống. Nhưng lại, bọn Mỹ không để cho anh yên đâu. Nên nhớ rằng anh đang chở mìn trên xe đó. Thank you.
một lát nha. Đó. Dạ, tôi chờ anh ở đây. Phải chấm cái lá cho nó qua bên cái chỗ cái gần cái góc. Bé ơi, ơi. Đau gốc rồi. Đau gốc rồi. Đau gốc rồi. Đau gốc rồi. Thấy chưa? Đó, đó, ông lúc chiều đó. Anh ơi, anh, tiếp em tay với. Dạ, để tôi khiêng cho cô. Dạ, anh đỡ giùm cái đầu cô. Dạ. 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 Thôi mau lên đi. Xuống xuồng đi anh. Thôi từ từ đi ra đi nhanh đi. Đi gặp gặp con bé. À, Nhung đâu rồi anh? Cô ấy lại đi rồi. Và có gửi lại mảnh giấy. Chú Tám, cháu rất tiếc đã hẹn mà không được gặp chú. Cháu phải đi gấp nhận nhiệm vụ mới. Hy vọng chú cháu ta sẽ có dịp gặp lại nhau. Chúc chú lập được nhiều chiến công. Bé Nhung ngày xưa của chú. Tiếc thật. Anh Tám này, trong đời viết văn của mình, tôi ấp ủ mãi một đề tài. Đó là sự trưởng thành của lớp người trẻ trong cách mạng. Biết bây giờ tôi được gặp lại Nhung để viết thật kỹ về cô ấy. Em chắc ngay trong chiến dịch này thôi, lúc đó sẽ có nhiều chuyện hay hơn để anh viết thiệt đầy đủ về chị ấy. Cô nhỏ nó hay đó. Nhưng sắp tới giờ hành quân rồi, ta về đi. Đợi má nghe, không đợi ngâm nước nghe.
Ở nhà nấu cơm, nhớ đừng chắc nước cả phỏng nghe con. Dạ. Mai má về. Vô nhà đi mấy đứa. Về đi con. Dạ. Dần sau Hiển. Hiển không hồi má mà. Vì sao Hiển cần đòi đó? Không. Con Thanh trong cho em ngủ rồi đưa bò bà Sáu đi chăn ngang. Con anh thằng Hiển chơi quanh đó thôi, canh chừng nó tới còn kịp vô hầm. Lát chị về mua quà chia hết cho mấy đứa. Chịu không? Ừ.
Hiển, qua đưa giọng cho thằng Hùng, đi lẹ lên. Nè, đem phơi đi Hiển. Chị em mình ăn phân nửa, còn phân nửa dành cho chị hai nghe. Chịu không? Em chịu. Bán cho con chôm chôm. À, cho con thế này. À, thì con cứ lựa cho đi. Con thế này. Thế này nữa. Đây. Thêm cho con nè. Cháu. Cháu phải con cô Út không? Dạ. Cháu tên gì? Dạ tên bé. Dạ. Thím nhớ ra rồi. Bữa hổm má cháu có dặn thím bán cho dạ phân cá. Giờ tiện đây cháu đem về luôn để kịp bón dưa nghe. Má cháu đưa tiền cho thím rồi, khỏi lo đi. Cứ nói thím Bảy ở Cồn Tân Quy thường lên chợ cây xanh là má biết liền à. Thôi về đi cho kịp. Nhớ bơi xuồng sát bờ nghe con. Cẩn thận nghe. Dạ. Thím gửi lời thăm bác con nghe. Dạ. Thanh ơi.
chai nước tương vô bếp, Thanh. À, nếu cho chị muộn cầm chút ha. Được rồi. Nè, có chị đưa không á? Nè, chị muộn chút đi. Hiểu mà, có chị nó chú bộ. Chị muộn đi. Bé đã về rồi hả? Làm sao hai đứa chơi cái gì mà dơ hết mặt mày vậy nè? Nè, coi nè, dơ giấy quá chừng. Thôi ra vào đầu cho sạch đất đi. Rồi chị chi chôm chôm cho. Chị hai, thằng Nguyễn không cho em cùi đầu nè chị hai. Phần với thằng Hiển đó. Hiển có đem vợ cho chính nè. Đem đưa cho dì Thanh. Chị hai không có phần sao? Chị ăn rồi. Cho chị nè. Phải qua kiếm trên dòng không? Ngọt ghê hen. Còn mày, ăn xong đem xuồng trả bà Năm ngang. Mày về ngay đó, nhớ không? Nhớ. Làm ngay mấy đứa. Chị
Chị nấu cơm ăn với cá bóng kho, ngon thiệt là ngon. Chị hai nhồi trái lớn cho Hiểu mưa. Ừ, rồi chị nhồi trái lớn cho, ngủ đi.
chừng nào má đi đánh giặc thì không được đòi má kia mà. Nào đòi má đó bé, nhắc hoài rồi nó nhảy mũi rồi sao? Nơi trận mạc súng đạn chứ dễ dàng gì. Từ nay đứa nào còn nhắc còn đòi nó nữa là nội quýnh đòn chết rồi nghe. Bé, leo chi cho chóng mặt. Con và má mưa. Một tổ bày răng mắt quá. Nó đi đánh giặc biết đâu dòm. Xuống con, xuống. Nè, bọn dây khoai của nội kìa. Hủi, hủi, bò, bò. Hủi, hủi, bò, bò. Hủi. Khoan, khoan, mấy đứa con ở đây với nội để chị con đi mình. Nghe chưa? Đó, con thanh cục lại bò cho nội rồi kìa. Nội à, lát má con về, rồi nấu khoai ăn nghe nội. Mẹ cha mày, nội nấu rồi chứ đợi mày nhắc à. À, khai lan, khai lan. Sướng quá, có khai lan ăn rồi. Sướng quá, sướng quá. Đúng rồi, đánh rồi, đúng rồi. Đi về. Vô nhà chơi đi học nghe. Đứa nào học giỏi mai muốn bắt cho đi học. Mai mốt má cho em ăn chắc đồng. Em học giỏi hơn nó, mai muốn má cho em đi học trước. Chừng nào lớn chị Thanh cũng đi làm cô giáo nữa. Em cũng làm cô giáo. Tiểu mà cũng làm cô giáo. Kỳ. Chào các em. Chào cô. Chào cô. Làm gì vậy? Ôi kìa. Hiển, anh. Bắt đầu hen. Hôm nay các em học bài mới. Cà nông vừa nổ đùng đùng. Thằng Mỹ ăn mừng ngoắc quận ra coi. Một chê ta nổ ít thôi. Quần tuột quần chạy Mỹ chui gầm giường. Cái quân mang rợ một phường. Cao tay đánh mới tới hay quá cùng ha. Đường là đi. Hay quá Hiện ha. Chị hai cho học luôn nghe. Chị hai cho học luôn nghe. Các em yên lặng nghe chị giảng nghe. Cao tay đánh tới là như má và các cô thường ngày đi đánh giặc vậy. Tụi bay chịu không? Chịu mà. Em cũng chịu mà. Hiện chịu mà. Hiện đi với má hay chị hai? Tao đi mang đạn cho má bắn chốc đụng không cho mày đi. Má của Hiện mà. Má của tao chứ má của mày hồi nào? Má của Hiện hồi nhau mà.
Ngọc nghe. Vâng. Anh đang rất ác. Trời, anh đang sắp đánh chứ. Mày muốn, mày muốn chị hai đừng cho nó đi học nha chị hai. Mày ngoan ngoãn vậy, không cho mày đi, bắt mày phải ở nhà. Má nói mày giống em mà. Mày giống má hay má giống mày? Chị hai cho em đi. Em giống má cái mũi con mèo mà. Giống má cái mũi con mèo mà. Đợi anh đang sắp đánh mà không cho người ta đi mà. Em cũng giống má cái mắt to hả chị hai? Ừ. Chị cũng có cái to trong má. Tụi bay dành nhau như vậy, tôi nói má không cho đứa nào đi học hết. Tao cũng nhớ má hen. Chị hai không giống mà. Sao không giống? Mày nói tao không giống. Lá má gì tao không chơi bánh cho mày nữa. Rồi. Ai biểu mày nói tao không giống má? Không giống mà. Không giống thiệt mà. Thôi, bắt đầu học. Các em đọc lớn lên ngang. Cà nông dừa nổ đùng đùng. Cà nông dừa nổ đùng đùng. Thằng Mỹ ăn mừng ngoắc quận ra coi. Thằng Mỹ ăn mừng ngoắc quận ra coi. Mọt chê ta nổ ít thôi. Mọt chê ta nổ ít thôi. Quận tuột quần chạy Mỹ chui gầm giường. Quần 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 tuột quần chạy Mỹ chui gầm giường. Thank you.
Thanh. Chưa nhà ngủ với con anh thằng Hiển đi, tụi nó trong đó. Leo cao mướn dừa mướn, đâu có khoai ăn, đâu có trường học để học. Nội à, nội dành phần khoai cho má con nghe, lát má con về đó. Nội để dành rồi, đời mày phải nhắc ha, con này thiệt à. Ê, tụi bay, kia chưa tụi có chào chị. Kìa, tụi bay chưa.
về đó hả? Dạ. Con thấy má xuống phong mà. Thấy làm sao? Thấy gì nè? Đùng 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 đùng. Dạ mày, dạ đồng ý, dạ mày. Má đi đến giặt cho con, không phải cho thằng Hiển nghe má. Má đi đến giặt cho Hiển đi nữa mà. Ừa, cho hết cả mấy đứa. Cục cưng của má. Chị hai đưa phân về bón dưa đó mà. Vậy hả? Ai cho nhà mình đó? Ủa má quên rồi hả? Của thím gì ở ngoài cồn thường lên chợ cây xanh bán cho nhà mình đó. Thím ấy thương má con mình, thím mới cho đó. Giờ má con mình ra vườn ngang. À, ra vườn, ra vườn. Má à, ở nhà chị hai vừa cho học bài mới. Mới làm sao, nói má nghe coi. Cà nông vừa nở trung trung, thằng Mỹ ăn mừng mắt quận ra coi. Ở nhà ráng học bài, mai mốt má cho chị em tụi bay đi học hết.